Tôi muốn nói và hát cho các bạn nghe về một người chiến sĩ. Người chiến sĩ ấy đã có những tháng ngày hoạt động cách mạng bí mật. Rồi đến một ngày, dưới ánh mặt trời phương đông rực rỡ, người chiến sĩ ấy đã xuất hiện cùng với sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Ông đã mang lại tự do cho tổ quốc mình. Và bài hát này của tôi là để dành cho người chiến sĩ ấy, Hồ Chí Minh, cũng là dành cho cả dân tộc Việt Nam. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón. Khát vọng tự do và độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, đã trở thành cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ người Chile Victor Jara. Cuộc đời bất hủ của người nhạc sĩ này đã đi vào tâm trí người dân Việt Nam qua ca khúc Cây đàn guitar của Victor Jara. Ông đã hy sinh dưới chế độ độc tài Pinochet chỉ bởi vì đã hát những khúc hát ca ngợi tự do và hòa bình. Cho đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Victor Jara vẫn luôn mỉm cười. Ca khúc này, anh ấy đã sáng tác để tặng Hồ Chủ tịch cùng dân tộc Việt Nam. Mỗi khi ca khúc này được hát lên, chúng tôi lại nhớ đến dân tộc Việt Nam, nhớ đến vị anh hùng của thế giới, Hồ Chí Minh. Điều gì đã đưa cái tên Hồ Chí Minh từ Việt Nam đến với Chile và nhiều nước khác trên thế giới? Bí ẩn nào nằm trong sự đồng cảm giữa những con người cách xa nhau hàng ngàn cây số, không cùng màu da, không cùng tiếng nói và cũng khác nhau cả về thời đại. Olivo del olivar es el canto universal. Tháng 3 năm 2015 tại Tunisia, đất nước nằm ở cực bắc lục địa châu Phi, đã diễn ra một sự kiện quan trọng, diễn đàn xã hội thế giới. Diễn đàn là nơi nhân dân thế giới thảo luận các vấn đề thời sự quốc gia và châu lục. Hàng nghìn đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia đã có mặt tại diễn đàn này. Cũng tại đây, người ta đã nhắc đến cái tên Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, các bạn là biểu tượng cho tinh thần dũng cảm và sự quyết tâm bền bỉ. Chào nhân dân Việt Nam, chào những người anh em của chúng tôi. Hồ Chí Minh là ví dụ cho cả thế giới về sự công bằng và tình yêu thương con người. Chúng ta, ai cũng muốn tự do và luôn nghĩ về tự do. Chúng ta cần những người như Hồ Chí Minh để xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Một thế kỷ trước, Tunisia, Maroc, Algeria cùng nhiều quốc gia châu Phi khác đã từng là thuộc địa của các nước thực dân châu Âu hùng mạnh như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Gần như toàn bộ châu Phi rơi vào tình trạng bị phân chia thành thuộc địa của 7 nước thực dân châu Âu. Cuộc chiếm hữu, mở rộng lãnh thổ của các nước thực dân không chỉ diễn ra ở châu Phi mà còn ở các châu lục khác trên thế giới, từ châu Á đến châu Mỹ Latin. Bác Hồ ra đi vào đầu thế kỷ thứ 20 trên cái quãng đường đi bôn ba khắp nơi như vậy, đến các cái nước rất là giàu có như Mỹ, như Anh, như Pháp, đồng thời đi qua các cái thổ địa nghèo khổ ở châu Á, châu Phi, thì Nguyễn Đức cũng đã nhận thức được là trên thế giới này nói cho cùng cũng chỉ có hai loại người. Một loại người rất là giàu có, sống bằng bóc lột, áp bức, và một loại người nghèo khổ thì bị áp bức, bị bóc lột. Và từ đó đó, tôi có quan niệm đứng về phía những người lao khổ. Việc Hồ Chí Minh rời Việt Nam để đi ra nước ngoài, đặc biệt tại Pháp, là một thời khắc quan trọng. Tại đây, Hồ Chí Minh sẽ gặp gỡ những người Algeria đầu tiên cùng trong hoàn cảnh tìm đường cứu nước.
Họ là đại diện cho tương lai của dân tộc Việt Nam, Algeria và đã góp phần quan trọng để giải phóng dân tộc mình khỏi số phận một nước thuộc địa. Paris, kinh đô ánh sáng, trung tâm văn hóa xã hội của châu Âu, nơi xuất hiện những tư tưởng tự do tiến bộ, những trào lưu nghệ thuật tiên phong, cũng là thủ đô của nước mẹ Đại Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã có mặt tại đây để đi tìm những điều ẩn giấu đằng sau ba chữ tự do, bình đẳng, bác ái. Trong lần thứ hai trở lại nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã ngay lập tức liên lạc với các tổ chức cách mạng khác và giới chính trị Pháp. Có thể nói đây là thời điểm Hồ Chí Minh thực sự được biết đến trong giới chính trị Pháp và trên thế giới. Tại đây, ông đã viết báo Người Cùng Khổ. Và cũng chính từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã là người khởi xướng nên một khúc ca của tự do. Báo Le Paria, cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa, ra đời ngày 1 tháng 4 năm 1922, do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Sự ra đời của Le Paria có lẽ là phần dạo đầu ấn tượng nhất trong khúc ca tự do mà người thanh niên Nguyễn Ái Quốc và những người bạn cùng khổ từ khắp nơi trên thế giới đã gióng lên. Tờ báo đã tố cáo những thủ đoạn áp bức, bóc lột của các nước thực dân đối với các nước thuộc địa và góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức vùng dậy đấu tranh tự giải phóng. Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Le Paria được chọn. Paria là truyền thuyết của người Ấn Độ, nói về những người không có quyền hạn và bị gạt ra bên lề xã hội. Thông qua tờ báo này, Hồ Chí Minh muốn chứng minh rằng chúng tôi là những người cùng khổ của thế giới, nhưng chúng tôi có tiếng nói của riêng mình. Chúng tôi không phải là những người thừa thãi, mà chúng tôi là một phần trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Báo Le Paria đã được bí mật truyền về Đông Dương và vượt qua mọi cấm đoán của chính quyền thực dân đến với những người nô lệ ở Maroc, Tunisia, Algeria và Bắc Ấn Độ. 38 số báo đã phát hành đã thực sự làm tròn mục tiêu tôn chỉ của mình. Vũ khí chiến đấu với sứ mạng đã rõ ràng là giải phóng con người. Hồ Chí Minh rất am hiểu về chủ nghĩa đế quốc. Ông thấu hiểu những điều tệ hại mà thực dân Pháp đã gây ra đối với người dân Việt Nam, như việc mất tự do chính trị và mất quyền độc lập tự quyết của một quốc gia. Ông cũng nhìn thấy những giá trị tích cực từ các mảnh đất trung tâm như Anh, Mỹ và cả Pháp. Cho nên, rất dễ hiểu rằng Hồ Chí Minh có thể kết hợp cả hai trải nghiệm khác nhau này để thay đổi chính đất nước Việt Nam mình. This is the port of New Haven. Đây là khu cảng New Haven, nơi từng là một trong những bến cảng quan trọng nhất nối liền giữa nước Anh và nước Pháp. Chúng ta biết rằng Hồ Chí Minh đã đến châu Âu khi còn trẻ. Và nước Anh cũng chính là nơi đã ghi đậm dấu ấn của Hồ Chí Minh cùng khát vọng tự do của người. Thưa các ngài và các bạn, chiều nay, đài BBC đã miễn cưỡng dè dặt đưa tin. Điện Biên Phủ mất rồi, nhưng đối với chúng ta, ngày Điện Biên Phủ kết thúc lại là ngày hội lớn của tất cả những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Thưa các bạn, tại sao chiến thắng đặc biệt có ý nghĩa này lại xảy ra ở Việt Nam, mà không ở một mảnh đất thuộc địa nào khác? Gần đây, tôi đã được đọc cuốn sách quý gồm nhiều bài ca ngợi một nhân vật vĩ đại, đó là Hồ Chí Minh. Cuốn sách có đoạn viết, Hồ Chí Minh không chỉ xót thương nhân dân mình, dân tộc mình, Hồ Chí Minh đã thấu hiểu mọi nỗi đau khổ của những người nô lệ. Thưa các bạn, vừa gấp cuốn sách lại thì lập tức những cảm hứng nghệ thuật đã tràn ngập tâm hồn tôi, giúp tôi nhanh chóng sáng tác một ca khúc về Hồ Chí Minh, người đang nhen lên ngọn lửa giải phóng bừng sáng ở Việt Nam. Và từ đây sẽ lan nhanh tới mọi lục địa
để thiêu cháy mọi áp bức bất công. Bài hát này có tên là Bài ca Hồ Chí Minh. Back to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young and old workers, peasants and the toiling ten, and farmers fight for freedom with Uncle Ho. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh was a deep sea sailor, served his time out on the seven seas. Work and hardship were part of his early education. Exploitation, his ABC. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh came back from sailing, and he looked on his native land, saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people, foreign soldiers on every hand. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Trận chiến Điện Biên Phủ diễn ra vào năm 1954, và đó là thời điểm Yuan sáng tác bài hát này. Tôi nghĩ ông ấy đã theo sát những tin tức về cuộc chiến. Hôm đó, cả khán phòng ngập trong bầu không khí hứng khởi, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy xúc động bởi bài hát của Yuan. Yuan có một sự đồng cảm lớn với con người Hồ Chí Minh, một nhân cách đáng mến. Hồ Chí Minh ở trong trái tim, trong suy nghĩ của ông ấy. Bài hát Bài ca Hồ Chí Minh là một câu chuyện kể về cuộc đời của Hồ Chí Minh từ những ngày đầu Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Ông ấy thấu hiểu nỗi thống khổ của dân tộc mình, đi khắp nơi và trở về để giải phóng quê hương mình. Đó không chỉ là một bài hát lãng mạn, mà còn là một bài hát đầy tính chính trị. Bài hát đã nói lên mối bận tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là số phận quê hương mình, số phận của những người lao khổ. Và có lẽ ở nhiều đất nước, họ cũng ước có một vị lãnh đạo như vậy ở đất nước mình. Có lẽ vì vậy mà bài hát đã đi vào trái tim và thấm vào tâm trí họ. Khi nghe tin về Điện Biên Phủ trên radio, tôi cảm thấy rất vui khi biết rằng Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận chiến này. Điều này cũng đã chấm dứt việc đô hộ của thực dân Pháp tại Việt Nam. 56 ngày đêm, trận chiến diễn ra ác liệt. Việc chiến thắng một đế quốc thực dân nổi tiếng không hề dễ dàng. Việt Nam đã chiến thắng. Và bài học áp dụng cho tất cả những người bị áp bức, đánh bại chủ nghĩa thực dân là hoàn toàn có thể. Hiệp định Geneva đã được ký kết và thiết lập thỏa thuận ngừng bắn. Ở tất cả các nước, những người chiến đấu vì sự tiến bộ của đất nước mình đã ăn mừng chiến thắng này. Quân đội thực dân không phải là không thể đánh bại được. Cách mạng đã chiến thắng. Chiến thắng của người Việt Nam đã mang tới cho chúng tôi một cách nhìn mới. Chúng tôi đã nhảy múa, ca hát và hô to Việt Nam muôn năm. Chúng tôi đã rất vui mừng bởi Pháp đang đô hộ chúng tôi, là kẻ thù mà chúng tôi chưa đánh bại được. Nên chúng tôi rất hạnh phúc khi nghe tin chiến thắng của các bạn. Chiến thắng của các bạn thể hiện một sức mạnh đấu tranh giải phóng vô cùng mạnh mẽ, vì một nước thuộc địa của Pháp đã có thể đánh bại một đế quốc thực dân rất mạnh. Điều này đã củng cố thêm quyết tâm của những người Algeria trong cuộc cách mạng chống lại và đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi lãnh thổ Algeria. Lần đầu tiên quân đội của một nước châu Á thuộc địa đã đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu bằng quân sự. Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5, 1954,
đã giúp các nước châu Phi xóa bỏ được phức cảm thuộc địa, nghĩa là cảm giác yếu thế của một dân tộc thuộc địa trước các đế quốc. Chiến thắng này đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa rất là rộng rãi đối với cái phong trào giải phóng dân tộc ở trên thế giới. Tiếng vang đó nó đã lan tỏa ra khắp châu Á, châu Phi và cả châu Mỹ Latin. Nước mà chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất cái cuộc ảnh thắng lợi Điện Biên Phủ này là Algeria. Đây là đại lộ nổi tiếng Hồ Chí Minh, con đường dài 3 km nằm trên trục Đông Tây thuộc quận Ras Hamidou, thủ đô Alger của đất nước Bắc Phi, Algeria. Con đường là sự ghi dấu cho mối quan hệ đặc biệt giữa Hồ Chí Minh và dân tộc Algeria. Vốn là quốc gia lớn nhất lục địa châu Phi, từ những năm 1830, Algeria đã nằm trong chiến lược mở rộng thuộc địa Pháp tại châu Phi và châu Á. Ngày 8 tháng 5, 1945, đã có hơn 45.000 người chết do Pháp đàn áp. Vì vậy, nhân dân Algeria đã đứng lên làm cách mạng. Người Pháp phá hủy làng mạc, ruộng vườn của dân Algeria. Dân chúng đã phải sống trong cảnh lầm than, cùng cực. Họ đã bạo hành, giết hại, xử tử, thiêu sống người dân Algeria. Tất cả những điều đó đã làm nảy sinh trong tôi ý chí nổi dậy chống đối. Tôi đi theo cách mạng vì tôi muốn mình phải được tự do trên chính đất nước của mình. Là thành viên của mặt trận giải phóng dân tộc, nhiệm vụ của tôi lúc đó là tiếp cận và tiêu diệt địch. Quyết tâm đó đã giúp người phụ nữ này cùng với cha mẹ, anh trai là anh hùng Labriben Mahidi, một trong 6 nhân vật đầu tiên quan trọng lập nên Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria, tìm cách len lỏi trong lòng địch để chiến đấu. Chiến thắng trước thực dân Pháp của Việt Nam là nguồn cổ vũ động lực to lớn cho chúng tôi. Chúng tôi đã tập hợp nhau để thành lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc. Việt Nam đã chiến thắng. Chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp mà Việt Nam đã làm. Chúng tôi đã đến gặp Hồ Chí Minh, hỏi ông về mô hình đấu tranh Việt Nam đã áp dụng và hiểu được đâu là con đường mình phải đi theo. Anh trai tôi khi đó đã nói, một ngày nào đó, Algeria sẽ có một trận Điện Biên Phủ của riêng mình. Cuộc khởi nghĩa của chúng tôi đã có bước chuyển biến mới về định hướng chính trị. Kinh nghiệm của Việt Nam là một minh chứng để chúng tôi noi theo. Các nhà hoạt động quân sự đã biết cách làm thế nào để cầm chân quân Pháp. Đó chính là đánh du kích. Chúng tôi đã áp dụng phương pháp đấu tranh của Việt Nam để đánh bại thực dân Pháp. Chúng tôi đã thành công. Từ sự chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách đánh và phương pháp đánh có thể dẫn đến thành công. Với người Algeria như trường hợp bà Mahidi khi ấy, thì tinh thần sức lan tỏa từ cảm hứng tự do độc lập đã góp phần tạo nên sức mạnh bên trong. Tư tưởng tự do của Hồ Chí Minh đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của những người dân bị đô hộ. Đó cũng là hình mẫu cho những ai khao khát tự do, độc lập. Độc lập là một từ rất đặc biệt với những người tham gia đấu tranh giành tự do như tôi khi ấy. Đây là trung tâm văn hóa tỉnh Brisca của Algeria. Đây cũng chính là khách sạn Hồ Chí Minh dừng chân khi ghé thăm Algeria vào những năm 1946-1947 trên đường tới Fontainebleau. Cuộc gặp này đã củng cố niềm tin hơn cho các nhóm tổ chức yêu nước Algeria tìm con đường đấu tranh giành độc lập. Người cha quá cố của tôi rất giàu. Ông trở về nước và đem cuộc khởi nghĩa về nhà. Chúng tôi mua ngôi nhà này. Lúc đó cách mạng liên lạc, chúng tôi đã hiến ngôi nhà cho cách mạng.
Vì vậy nơi này trở thành trụ sở của cách mạng. Từ làm giao liên lạc, in, giải truyền đơn, nấu ăn và chăm sóc cho các chiến sĩ cách mạng. Thậm chí, những thủ lĩnh đầu não của cách mạng cũng được các thành viên gia đình này che chở. Mọi hoạt động được gói gọn trong bí mật. Đây là người mẹ anh hùng của tôi. Vào thời kỳ đó, bà từng bị tống vào ngục, bị tra tấn rất dã man. Nhưng bà vẫn tiếp tục chiến đấu. Bà làm rất nhiều việc trong lòng cuộc khởi nghĩa. Đây là cái hầm trú ẩn. Nó rất nhỏ, nơi giấu những thủ lĩnh cách mạng. Những chiến sĩ có lúc họ trốn ở đây hàng giờ mà không hề động đậy trong đêm tối. Bạn biết đấy, khi bị kìm kẹp trong ách đô hộ hơn một thế kỷ, trong đầu bạn sẽ chỉ có một điều, đó là đòi được tự do, độc lập. Chỉ trong thời gian ngắn sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cách tổ chức phối hợp hoạt động cách mạng ở Casbah, thuộc thủ đô Alger thay đổi. Các tổ chức nhỏ liên kết nhau mạnh hơn. Hàng chục, thậm chí hàng trăm căn cứ cơ sở cách mạng nằm trong gia đình người dân đã giúp cho các cuộc tấn công của nhân dân Algeria hiệu quả hơn để dẫn đến chiến thắng độc lập cho Algeria vào tháng 3 năm 1962. Việt Nam đã mở đường, dân tộc Algeria đã đứng lên bằng việc đoàn kết nhân dân và huy động dân chúng sau những tổ chức cách mạng. Chiến thắng của Việt Nam đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, một cường quốc đã bị thu phục ở Việt Nam. Vậy thì chúng tôi cũng có thể làm điều đó. Cảm ơn. Hồ Chí Minh với chúng tôi là một người vĩ đại. Chúng tôi rất hạnh phúc để có những cảm xúc chiến thắng như người Việt Nam. Il fallait voir ce qu'il a vu, misère et famine, et des soldats étrangers terrorisant son pauvre peuple d'Indochine. Oh, oh, Ho Chi Minh, oh, oh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, se fue a la montaña, y su pueblo también marchó. Y soñaba que su tierra era libre contra el enemigo y contra el invasor. Oh, 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 Ho Chi Minh, oh, 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 Ho Chi Minh. Bài ca Hồ Chí Minh của Ewan McCall đã được biết đến ở nhiều nước trên thế giới. Cùng với bài hát, cái tên Hồ Chí Minh, những suy nghĩ và hành động đấu tranh cho tự do của người đã truyền cảm hứng đến những đất nước xa xôi ở phía bên kia đại dương. Năm 1967, trong Đại hội Liên hoan Quốc tế ca hát phản kháng chiến tranh tổ chức tại La Habana, Cuba, bài hát này đã được Ewan McCall và Peggy Seeger biểu diễn trước rất đông đại biểu quốc tế. Chúng tôi được mời đến La Habana cùng với 6 người khác để tham gia Đại hội Liên hoan Quốc tế ca hát phản kháng chiến tranh. Khi ở Cuba, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều đại biểu đến từ nhiều quốc gia, trong đó có cả đoàn đại biểu của Việt Nam. Họ đã trao tặng cho chúng tôi những chiếc huy chương. Rất có thể, đó là lúc bài hát này được nhiều người biết đến. Khi hát xong thì
khán giả nhà lớn đứng cả dậy, ông lại viết về Bác Hồ một cách tỉ mỉ và một cách gọi là triết lý chân chính như thế, thì mình trước hết là mình cảm động. Ông yêu Bác Hồ thật, ông yêu một con người và ông coi Bác Hồ là một sự vĩ đại. Đi ra nước ngoài thì thấy bạn bè người ta tôn vinh cái vị thế của Bác rất là rõ. Bác Hồ cũng như là ngọn đuốc để mà soi đường cho các dân tộc Việt Nam, đồng thời là cho những cái đất nước còn ở dưới cái ách thống trị của nước ngoài và còn chưa được giành được cái độc lập dân tộc, chưa giải phóng được dân tộc mình. Hey. Đàn guitar của Victor Hara là súng vương tiêu diệt tổ vương cháy niềm tin, từng phím từng giây thủa về tổ quốc. Chile, đất nước Nam Mỹ, được nhiều người Việt Nam biết đến qua ca khúc Cây đàn guitar của Victor Hara. Victor Jara, người nhạc sĩ của quê hương Chile, đã sáng tác ca khúc Quyền sống trong hòa bình với nguồn cảm hứng về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, cái tên Hồ Chí Minh vẫn hiện diện trên đất nước Nam Mỹ, cách xa Việt Nam hơn 20.000 cây số này. Thật kỳ lạ là Việt Nam ở cách xa Chile, phía bên kia địa cầu, nhưng dân tộc Chile vẫn biết về người anh hùng của các bạn. Hình ảnh Hồ Chí Minh rất gần gũi với người dân Chile. Đó là một nhà cách mạng đã truyền cảm hứng lớn cho chúng tôi. El derecho de vivir, poeta Hồ Chí Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. China es el lugar más allá del ancho mar donde revientan las olas con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Victor Jara rất ngưỡng mộ Hồ Chí Minh một cách tự nhiên và giản dị. Victor đã bước theo dấu chân của Hồ Chí Minh. Ông ấy đã sáng tác và hát ca khúc này lần đầu tiên trong một sự kiện tại Helsinki để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Thành viên đoàn Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ Thanh niên Dân chủ Thế giới năm 1969, người chứng kiến thời điểm Victor Jara sáng tác ca khúc Quyền sống trong hòa bình. Ông Văn Tùng kể lại. Đi các bạn làm việc qua đây, thì tôi thấy không biết bao nhiêu là ảnh, toàn là ảnh Bác Hồ. Anh đang rộn nhạc về Bác Hồ, cho nên anh phải xem lại hết để lấy cảm xúc. Người ta viết về Hồ Chí Minh rất nhiều, nhưng mà cho đến hồi đó thì chưa có ai như Victor Jara. Cái tình cảm của anh đối với Bác Hồ quý giá quá. Sợi dây liên kết giữa Hồ Chí Minh và Victor Jara chính là sự cống hiến cho dân tộc và đấu tranh cho những điều tốt đẹp hơn trong thế giới này. Đó là một xã hội công bằng hơn, đoàn kết hơn và tự do hơn. Đấy cũng chính là những khẩu hiệu của Hồ Chí Minh trong thời đại của người.
Trong cuộc đời mình, Victor đã gặp rất nhiều nguy hiểm từ những ca khúc mà ông ấy sáng tác và hát lên. Năm 1973, chế độ độc tài giáo diết đàn áp các phong trào đấu tranh đòi tự do. Và trong cái ngày mà Victor Jara rời khỏi nhà, ông ấy đã không bao giờ nghĩ được rằng ông ấy sẽ không thể trở về nhà được nữa. Đó thực sự là những ngày không tốt đẹp chút nào. Chile, ngày 11 tháng 9 năm 1973, ngày đau thương trong lịch sử của dân tộc Mỹ Latin. Từ 6 giờ sáng, quân đội liên tục nã súng vào dinh tổng thống. Tổng thống Salvador Allende tự sát. Tướng Pinochet lên nắm quyền, mở ra một trang sử đen tối kéo dài suốt 16 năm cho đất nước Chile dưới chế độ độc tài. Trong 16 năm ấy, hơn 3.000 người dân Chile đã bị giết hại hoặc mất tích và hàng chục nghìn nhà hoạt động cánh tả bị trục xuất khỏi đất nước. Nhà thi đấu Victor Jara, 40 năm trước, đã chứng kiến cuộc thảm sát đẫm máu đối với những nạn nhân của chế độ độc tài Pinochet. Victor Jara đã bị giết hại trong thời điểm đó. Chúng tôi thấy xác anh đẫm máu, khắp cả người, cả lưng. Anh ấy đã dính 42 viên đạn. Tên sĩ quan hạ lệnh sát hại anh chắc chắn đã cảm thấy rất hài lòng vì tội ác mình gây ra. Nhưng hắn không biết rằng có những người nghệ sĩ không chết đi. Họ ra đi là để sống lại. Bốn mươi năm sau cái chết của Victor Jara và những người đấu tranh cho tự do, ca khúc Quyền sống trong hòa bình vẫn được người dân Chile hát vang trong những cuộc tuần hành đấu tranh cho tự do và công lý. Mỗi khi ca khúc này được hát lên, chúng tôi lại nhớ đến dân tộc Việt Nam, nhớ đến vị anh hùng của thế giới, Hồ Chí Minh. Và giá trị cốt lõi của ca khúc này chính là công lý, là lý tưởng đấu tranh cho hòa bình và tự do. Nó giống như một bài thánh ca hay quốc ca cho mọi người cùng hát. Và bởi vậy, Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam luôn được người dân Chile ghi nhớ thông qua bài hát này. Tôi sinh năm 1943 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Đối với thế hệ chúng tôi, Hồ Chí Minh là một nhân vật huyền thoại. Ông là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nhạc sĩ, là biểu tượng của khát vọng tự do và đấu tranh cho công bằng xã hội. Bài hát này tôi sáng tác vào những năm 1970-1971, khi đài đưa tin về Hiệp định Paris và hòa bình sẽ được lập lại ở Việt Nam. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ đến Hồ Chí Minh.
Nhưng thật đáng tiếc là ông đã ra đi. Giá như ông còn sống để chia sẻ niềm vui này cùng cả dân tộc. Mặc dù Hồ Chí Minh đã ra đi, nhưng ông vẫn là nguồn cảm hứng cho người dân Việt Nam. Hệ tư tưởng của ông, nguyên tắc và niềm tin vào tự do và công lý mà Hồ Chí Minh đã đeo đuổi suốt cuộc đời, sau khi ông qua đời, vẫn tiếp tục truyền cảm hứng. Thông điệp của Hồ Chí Minh đó là tầm quan trọng của tự do, của độc lập, là không có gì quý hơn độc lập tự do. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Ý niệm về độc lập tự do là rất quan trọng và vẫn tiếp tục vang vọng trên thế giới. Vì thế tôi cho rằng Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là một nhân vật quan trọng ở Việt Nam và trên thế giới, đối với những người lao khổ, thậm chí với những người có cuộc sống tốt nhưng tin rằng điều kiện dành cho con người luôn có thể được cải thiện tốt đẹp hơn. Flamea como bandera izada por el Vietcong. Con tu ejemplo venceremos, Ho Chi Minh, los que estamos aprendiendo a pelear. Y algún día cantará toda la tierra como hoy día está cantando. De sur a norte Vietnam, y algún día cantará toda la tierra como hoy día está cantando de sur a norte Vietnam. Venezuela, đất nước Nam Mỹ đã gắn bó với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hai đất nước tuy cách nhau về khoảng cách địa lý, nhưng lại gắn bó với nhau bởi khát vọng tự do, hòa bình và độc lập dân tộc. Và cái tên Việt Nam Hồ Chí Minh vẫn vang ngân trong những khúc ca của ngày hôm nay. Ở Venezuela, chúng tôi nói nhiều về Hồ Chí Minh. Từ các trường học cho đến các cơ quan nhà nước, từ những người lãnh đạo cho đến những người dân, mọi người đều nói về Hồ Chí Minh. Tôi ngưỡng mộ những suy nghĩ và ý tưởng của mình. Gian Francisco Guterres là một thầy giáo, một nhạc sĩ trẻ người Venezuela. Qua những câu chuyện lịch sử, ông đã biết đến Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam của người. Điểm ghé thăm đầu tiên trong hành trình lần thứ hai trở lại Việt Nam của Gian, đó là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi đặt chân tới Việt Nam, mảnh đất của Bác Hồ vĩ đại. Tôi rất vinh dự được gửi tặng một món quà nhỏ tới Việt Nam và toàn thế giới, một ca khúc về Bác Hồ. Khi viết ca khúc này, tôi được truyền cảm hứng từ tư tưởng của Hồ Chí Minh, tư tưởng về tự do, về tình đồng chí và tinh thần cách mạng quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã lan truyền xa hơn đến đất nước tôi, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, và tư tưởng của người vẫn luôn sống mãi. Tên bài hát là Người Thầy Lớn, vì đối với chúng tôi, người thầy là tấm gương dẫn lối chỉ đường, và tôi đã nghĩ về Hồ Chí Minh như một người thầy lớn. Một người dẫn lối, một tấm gương lớn cho mọi tấm gương về tự do. Montañas y praderas y en toda esta gente bella de tu querida Vietnam.
qua chuyến đi này, tôi hiểu thêm về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Tôi được xem nhiều thông tin hơn để viết những ca khúc mới về Bác Hồ, về sự vĩ đại và lý tưởng của người, cũng như về Việt Nam, những nét đẹp và sự kiên cường của dân tộc này. Ở châu Phi và châu Á, chúng tôi coi Hồ Chí Minh như là một người lãnh đạo chung. Những điều ông đã thực hiện ở Việt Nam là chưa từng có. Tôi nghĩ rằng đó là một người mà người ta không thể quên được. Tôi muốn nói từ sâu thẳm trái tim mình, tôi yêu người. Nếu như ông ấy không phải là người Việt Nam, tôi ước rằng ông ấy có thể là người Ai Cập. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam, nhưng người còn thuộc về cả thế giới. Thế giới mà tôi nghĩ rằng một cuộc sống tự do hơn, công bằng hơn và nhân văn hơn là điều có thể. Và có rất nhiều điều sẽ khiến những người dân tiến bộ trên thế giới ngưỡng mộ Hồ Chí Minh như là một người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại của thế kỷ 20. El gran libertador del siglo XX. Với tư cách là người Algeria, tôi đảm bảo với bạn rằng Hồ Chí Minh là một anh hùng dân tộc. Thế giới cần những người dẫn đường, và hành trình của Hồ Chí Minh đó là một cuốn sách mở đối với mọi nền văn minh và cần phải lan truyền cảm hứng này. Một dân tộc bị tước mất tự do, dân tộc đó chẳng thể tiến lên. Và khi chúng ta hiểu được giá trị của tự do, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới hạnh phúc. Te venera y en toda la tierra entera tu nombre será inmortal.